Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Và hiện tại đây Thiên Định đang có mặt tại Vinomotion Park Gia Lâm. Trước mặt chúng ta đây là tòa nhà Technopark mà chị này. Hôm nay đang là buổi sáng ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023. Bây giờ cũng đã là 10 giờ 20 rồi chị nha. Sáng nay thì hầu như là hôm nay Chủ nhật cho nên là rất nhiều khách đi xem. Thế định sáng nay cũng vừa dẫn khách xong mà bây giờ đang muốn quay lại cái không gian cũng như cảnh quan cũng như là các cái nhịp sống tại Vinomotion Park cho chị xem. Chúng ta Thiên Định phải chia sẻ rằng là vào những cái ngày Chủ nhật mà nó nắng ấm như thế này thì hầu như là mọi người sẽ đến Vinomotion Park rất là đông. Cũng như là cư dân cũng rất là đông, mọi người ra đi chơi, đi dạo rất là đông, chụp ảnh check in. Cũng là một tuần vừa rồi là hầu như là toàn mưa rồi đúng không ạ? Hôm nay là được thời tiết trời nắng. Thì định mở cửa ra luôn cho nó mát. Đây đây thì định đang đi ở đây là S201 rất nhiều khách hàng quan tâm đợt này không chị ạ? Phải nói là rất nhiều khách hàng quan tâm đợt này. Và cái nhu cầu của mọi người đợt này nó cũng là một nhu cầu thật, mua là mua hầu như là nếu như hợp lý giá là mua luôn. Không như những cái thời gian trước. Bây giờ mọi người đã thấy là thị trường nó cũng đã trở nên ấm dần hơn rồi. Khu cao tầng thì rất là đông đúc. Bên trái là tòa S209, bên phải là tòa S210. Đây, ở đây là ngã tư này, ngã tư giữa phân khu Sapphire 1 và Sapphire 2. Ngã tư này lúc nào cũng rất là đông đúc. Và cái ngã tư này cũng là một cái ngã tư giao cắt giữa hai cái trục đường, gọi là một trục đường là trục đường 30 m. Tòa nhà là tòa nhà Sapphire 1, S101. Ở đây chúng ta có khu Master Ride, tiện ích của Master Ride đây, tiện ích mới nhất của hiện tại thì ở đây hầu như đây như ngày hôm nay ngày Chủ nhật thì mọi người rất là đông luôn nha chị nha. Đấy, hôm nay ngày Chủ nhật này mọi người đi chơi này. Mọi người đi chơi rất là đông. Bên trái là tòa S110. Chung cư anh chị chúng ta có thể thấy là lượng chung cư bây giờ rất sôi động đúng không ạ? Đây, Thiên Định sẽ rẽ ra đây.
Đây bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng nhau chị nha. Khu thấp tầng thì cái lượng cư dân nó ít hơn, cho nên cảm giác nó yên tĩnh, nó hài hòa hơn. Sang cái khu cao tầng phát là nó ồn ào, nó tấp nập nhộn nhịp ngay luôn chị ạ. Ra đây phát thì nó khác hơn. Trục này là trục đường 50m, à 52m, trục đường lớn nhất tại Vinamotion Park 1. Vinamotion Park của chúng ta thì nó là một cái khu đô thị rất đẹp. Chính vì vậy mà cũng là khu để cho mọi người có thể là check in, quay phim, chụp ảnh, đúng không ạ? Các cái hot idol TikTok tới đây quay phim, chụp ảnh, làm TikTok rất là nhiều. Đấy, rồi làm YouTube, làm TikTok, Facebook, đúng không ạ? Hầu như là, cho nên Thiên Định thấy được là mình là cũng là một người rất là may mắn khi mình sống và làm việc ở đây. Đấy, thì là chả phải đi đâu xa, đúng không ạ? Ngày nào mình có ở đây là mình cũng đã có, mình có thích quay hay thích chụp cái nào thì nó rất là đơn giản và rất là dễ dàng. Không như là mọi người, có khi nhiều người đi rất là xa mới tới được đây để quay phim chụp ảnh. Đấy, hoặc là những người ở tận bên phố để sang đây. Nhưng mà mình là mình sống ở đây, mình ở đây thì hầu như là ngày nào mình cũng ở đây rồi, ngày nào mình cũng lượn ở đây. Sáng sớm mà Thiên Định đã chạy bộ thể dục thể thao ở đây rồi, đúng không ạ? Đấy. Làm việc cũng ở đây, sinh sống cũng ở đây, vui chơi cũng ở đây, cái gì cũng tập trung tại Vinhome. Rất là đẹp. Đây, mình sẽ quay cái bờ biển nhá. Đây, mọi người là ra ngoài đây đi chơi biển hồ này.